công dụng của nó mới là ghê các bạn thấy không. Đó, đó các bạn thấy chưa, tôi cho nó uống miếng nước này, cùng theo chân tôi. Chờ tao nó có nói chuyện đâu, mấy ngại đuổi tao ra khỏi nhà mày không biết hả? Là làm vụ ấm thiệt ha. Ờ nhắn tin với bà ngủ thiệt ha. Thì nó cho anh tao rồi, tao tưởng đâu nó biết thiệt rồi tao lỡ khai luôn. Lỡ nói chuyện luôn. Ừ, đích thôi. Mặn. Mặn. Nói gì? Má cà na nó ngon. Ở ngon không? Tự nhiên ngứa đấy. Tao đâu như một phút mà đâu chúng ta địch một cái nữa nào nghe chứ, một phút địch xì thú gần chết. Lấy như chú được chém. Dạ. Thôi không chuyện rồi. Gì vậy? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lên giường. Nhưng mà các bạn biết sao không? Định ngủ nhẵn với một phút á là chạy qua bên nhà ông cụ Tư đang làm video ẩm thực. Mà hai quỷ này nằm trên đây mình thấy ghét quá. Hôm nay mình có đem một món bao bối. Các bạn coi nè. Thành 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 thành. Thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Đây là thuốc sổ. Công dụng của nó là uống vô chỉ cần một miếng thôi là các bạn biết như thế nào không? Nó sẽ sổ ra liền. Như thế này đây. Đấy. Chết mẹ. Các bạn coi nè. Cái gì mình cũng có thủ sẵn các bạn hiểu không? Đem thêm một ca nước đít như vậy nè. Công dụng của nó mới là ghê các bạn hiểu không? Đó, các bạn thấy chưa? Đi vô trọng. Tôi giả bộ rủ mấy nó làm clip. Tôi cho nó uống miếng nước này. Cùng theo chân tôi. Uống vào sẽ thuốc sổ lại. Cô bác đừng mua để cho hai nó uống vô cho sổ nó luôn. Rồi. Ca nước này anh em mình đem lên á là mình định bẻ cà na mình ăn là mình uống anh em hiểu không? Thôi mình để đi đi. Để giống mình bẻ ăn trái cà na coi. Ở trong có muối không mày? Ờ. À. Xong. Ủa má tôi thề với anh em chiếc này là xong rồi, hai này nó không chạy thuốc quần thôi. Thuốc sổ mà tôi bỏ vô uống gần một chai đó. Để bộ mình vô mình bẻ cà na. Giới thiệu với anh em, đây chính là cây cà na. Cây này á, anh em ăn bỏ hột. Rồi vậy đi. Tôi vô tôi bẻ cái cà na cho anh em. Đây à, tôi cứ tưởng tượng tới cái vụ mà tụi nó. Ừ mà má đi, sao bụng dưới ta. Nãy uống hết miếng là tào lao được chứ. Mẹ ơi. Chọt bụng đau đau, khó chịu quá. Cà na này héo luôn nè. Được. Ồ, trái bự kìa. Hai quả trái luôn á. Cà na này kiến lửa ở dữ lắm. Ồ, đây nè, đây nè. Đây nè anh em ơi. Đây nè. Đây ba trái nữa nè. Sao bẻ đây.
Ngon chưa? Nhìn là thấy thèm liền. Ồ, má ồ, trái này nó bự. Nè anh em. Ý, thấy gì chưa? Ngon quá. Ok anh em. Mình á, giả bộ thôi anh em hiểu không? Mình giả bộ mình bé cà na, mình vô mình ăn. Đằng mình vô uống nước. Gì nó mới uống. Ô mẹ ơi, nãy đâu uống con miếng ra bụng mắc ế ghê chứ. Này, lấy cái tả bịch hết luôn. Đi vô giao phòng nghiêm nghiêm chứ giỡn giỡn là nó biết. À! Không muộn, nó kêu sáng giờ làm clip. Trời ơi, sáng gì luôn, làm đây kêu là clip, làm kêu lên đây rồi, tôi đợi, làm đây nè. Chị tao quay nè, định lên đây làm clip mà mày chua nè. Ở đâu ra, uống nước thẳng cho mày uống à? Nước gì? Nước gì, nước ngọt cái gì? Trời ơi, không biết rồi. Nè, nói mày nghe nè, uống là phải cho tiền mà hiểu chưa? Trời, trả tiền mà. Có tiền không? Tiền, trả tiền. Anh em, thôi. Thôi tao bây giờ là cho miếng muối coi. Đó, uống nước thì đổ, cho muốn uống đúng không? Uống hiệu, ok này, cho mày uống không? Uống cái này chừa tao, ủa hỏi cái này có cái khâu quay gì vậy? Không được, không qua. Nha, giờ tao làm được chi hai quay? Không á, cái vụ bữa hổm tới giờ tao nó có nói chuyện đâu. Mấy gà đuổi tao khỏi nhà, mày không biết hả? Là làm vụ hổm thiệt ha. Ờ. Tao nhắn tin với bồ ngủ thiệt ha. Thì nó cho anh tao rồi, tao tưởng đâu nó biết thiệt là tao lỡ khai luôn. Sớm chịu. Ủa, đích thôi. Mặn. Mấy cà na nó ngon. Ngon không? 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 Ngon bây giờ hôm nay là chúc gà bé cóc đồ chua đúng không? Tự nhiên ngứa đít. Tao đâu như Phúc mà đâu chúng ta địch một cái nữa nào nghe chứ Phúc định xì thú cần chết vậy. Nước rồi ớt ngon. Bây giờ rồi á. Chạy. Gì đâu. Làm gì ốc gì vậy? Cháu gì? Ăn trong nước mắt má. Ăn nước na nè đúng không? Cừ hoài cho lao. Uống hoài nước mà, uống hoài cái thằng quỷ này. Để cái này gì? Để chùa uống miếng coi. Bé ngay vậy kì kì. Ủa sao không bé cóc ăn vô vậy? Bé cóc vô ăn. Đi. Đi. Bây giờ thì đi chung không mấy cha. Rồi trèo lên bé nào nha. Với hai thằng bị gì à? Gì đâu? Ê, là... Tự nhiên nó ngứa cái đít. Lấy đồ gói chị, ở lấy cái giò chị đít chị. Rồi đi. Đồ bụng nữa nè. Ông nội mẹ ơi. Cảm giác nó khó chịu. Có còn dụng hay gì quá trời, tôi uống có miếng mà thiệt tới luôn rồi anh em ơi. Thấy không kìa nhơi chứ đi ngoài bé khóc được không? Chết mẹ, tao cho bé không xin nhơi nè, không xin nhơi nè. Không? Hết rồi em. Cảm gà hay quá cho con thị á. Hay quá cho con thị á.
Mày không biết gì trời. Mày cái cảm giác mà nó tới luôn nè, nó tới sát luôn. Vừa chạy mà vừa bấm đít nó trồ. Đợi hai quỷ này vô cho đúng đi. Hai thử có mấy anh chị không nổi. Chịu thở. Có anh em coi như cái ống cống vô là khỏi cần mà làm cái xô đó nghe đó. Hết chân. Lưng lưng. Thôi đụng má nó tới vậy luôn này. Qua đây anh nội. Dạ. Má. Dạ má. Dính rồi nè ơi. Quy định tao tắm là gì đó.
Ủa cái gì trời? Con tao nó chìm. Yên tâm đi. Má. Mua, đây nè. Tắm nè, chỗ này tắm nè. Nực quăng ơi, tắm lần ơi. Anh thằng ơi. Mày bị biết chuyện gì đó. Để là 4 lần rồi đó. Muốn tắm nè. Ôi. Ai kêu ăn đồ chua con chi, tao nãy dưới nhà tao ăn 3 chanh uống nước vô rồi bụng trời. Má. Cái trong thang nước đủ miếng nước hả? Ồ đã, mọi mèo. Ừ. Nè. Cái gì vậy? Biết nó cái gì á. Ê ê ê. Ai con nào? Ai biết? Hả? Cái gì vậy? Cha của thằng nào? Hèn chi, nãy giờ đi muốn chết. Mày đập tay gì vậy, tay ơi? Khổ nè. Đây là tao mày ngồi đó có gì đâu. Anh đây nè, anh đây nè. Đó kìa, kìa, đó kìa. Cái nước lên nè. Ừ. Cái nước lên. Khùng máu, khùng máu. Tay em hút khổ lên nè. Anh đặt loại cái gì rồi cho lính bỉnh nè. Á, mấy con vậy chứ. Ôi. Này gắn cái ống nước vô luôn hay sao á, quá trời à, chỉ hết nổi anh em ơi anh em. Sao nào à? Tại vì tao là tao mày hiểu không, tao định làm tiếp ăn đồ chua. Mà ở đâu ở nhà bữa tao đang bụng quá, tao mua thuốc sổ về á. Thì sẵn tao lên tao làm tiếp cho mày uống. Mày hiểu không? Cái cảm giác mà ba ông thằng nó dành cái a cầu mà dành không nổi bay xong luôn, cảm giác nó mới đã, mày hiểu không? Còn hơn cái vòi nước của nó xả ra làm cái thồ xuống cái thồ. Tao nói mày á, cái cảm giác mà đi cầu á, mà tao nói mày cái thằng ở trong mà thằng ngủ ở ngoài đứng nó đợi á, mày hiểu không? Cảm giác đó mày ha, người lắm rồi nó đâu có tốt mà sao trong tên tôi mà bị nó vậy? Tao có cho mày, hôm nay là tao lên tao cho tao bay uống, đang đi chung với tao mày hiểu không? Thằng à hãy gì vừa cha ngoài đúng ra tao cho bay uống thôi mà nãy tao quên là tao nếm thử một miếng làm 2 giờ, nhưng mà hên trong cái hên là ở trong cái xui nữa, cái hên mày hiểu không? Đi cầu một lụm đường bùn chuối nè, nó giờ treo luôn á. Đang mập mà mẫu ngay xuống kiếp trời, quá mệt quá đi hết nổi. Từ nay về sau chí anh mình đi cầu thôi.